Đây là tác phẩm dự thi anh tham gia ở Thái Lan, cũng là vẽ năm móng luôn. Thì trên năm móng này anh thể hiện về đất nước của Thái Lan. Ngón đầu tiên thì mình thể hiện về tôn giáo. Ngón thứ hai thì về con người và cuộc sống. Từ trẻ đến già, mọi người thấy không, những cái mặt rất là nhỏ, tỉa rất là lâu luôn. Còn ngón thứ ba thì anh vẽ về văn hóa của Thái Lan. Mặc dù anh chưa hiểu nhiều về nó, nhưng mà sau khi anh vẽ xong tác phẩm này rồi thì anh cũng không có hiểu gì cho lắm. Còn ngón thứ tư thì anh sẽ vẽ về cuộc sống và công việc hàng ngày của người dân ở đó, giống như xe túc túc nè và những người bán hàng rong. Và ngón cuối cùng anh sẽ thể hiện về tuổi thanh xuân của họ, vẻ đẹp của tuổi trẻ và vẻ đẹp của tuổi già. Tuổi tác có thể thay đổi, nhưng mà văn hóa thì là cái không thể thay đổi được. Đối với anh, một tác phẩm phải có ý nghĩa riêng của nó, để khi người xem họ thấy được thì mình còn có cái để kể cho họ nghe, cũng như cho họ biết thêm về đất nước Thái Lan. Mặc dù anh đã cố gắng vẽ hết sức mình rồi, nhưng bài thi này chỉ được giải nhất thôi.